Khi bước chân vào tham gia ở trong cái thị trường cryptocurrency thì chúng ta luôn luôn có rất là nhiều những cái câu chuyện x10, x100 lần tài khoản ở trong mỗi cái mùa uptrend. Và chỉ cần nhìn ở trên màn hình của mình ấy, đây là cái biểu đồ Bitcoin. Nếu như ai mà đã tham gia từ những năm 2014, 2017, 2018 đến 2021 đến thời điểm hiện tại thì đều có cái lợi nhuận rất là cao. Dù có đu đỉnh ở năm 2014, 2018, đu đúng đỉnh nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì nó vẫn đang có cái lợi nhuận rất là cao, đúng không? Chưa nói là nếu như các bạn mua được ở những cái vùng đáy và những cái vùng tích lũy như thế này thì nó sẽ mang lại những cái lợi nhuận rất là cao. Cũng như là sau mỗi một cái mùa uptrend ấy, thì chúng ta thấy là sẽ có rất là nhiều những cái câu chuyện cũng như là mọi người chia sẻ về cái việc mà người đó x10, x100 lần tài sản rồi thay đổi vị thế của mình sau cái mùa uptrend. Rồi họ mua nhà, mua xe. Qua đó thì làm cho chúng ta càng ngày càng có nhiều niềm tin mãnh liệt hơn để x10, x20 hay là thậm chí là mong muốn x100 lần tài khoản ở trong cái thị trường cryptocurrency này. Nhưng mà thực tế thì liệu x10, x100 nó có dễ dàng như vậy hay không? Và không chỉ riêng Bitcoin nó tăng trưởng nhiều đâu các bạn ạ. Nếu như các bạn ở đây nhìn lại từ cái đỉnh năm 2021 ấy, thì có rất là nhiều những cái đồng coin nó tăng trưởng rất là nhiều. Ví dụ như là đồng phiêu ở đây thì nó cũng tăng trưởng từ 3-4 đô lên tới là khoảng 150 đô, là nó cũng tăng khoảng x4-50 lần ở trong cái mùa trước. Hay là ví dụ như là Cardano thì sau khi mà tạo đỉnh ở năm 2018 thì nó đã đi vào điều chỉnh quanh ở mức khoảng 0,02 đến 0,05. Thì đến cái mùa năm 2021 ấy, thì nó cũng đã có cái sự tăng trưởng x khoảng hơn 100 lần từ đáy này. Rồi đây là những cái đồng coin mới ra ở những cái thời điểm năm 2020, ví dụ như là Avax ở đây thì chúng ta cũng thấy là nó cũng đã có những cái sự tăng trưởng rất là nhiều, đúng không? Từ mức khoảng 3 đô lên tới là đỉnh của nó đâu đó là khoảng 100 đô thì cũng ít nhiều ở đó. Và trên Linh ở đây thì cũng là một trong những cái con rất là thành công trong mảng Oracle. Nhìn vào đây nó cũng ít rất là nhiều, đúng không? Ví dụ đây nó tăng từ 0,2, 0,3, 0,4 lên tới tận 40 đô. Đó thì đây là một cái mức tăng rất là lớn luôn đối với một đồng coin. Rồi ở đây chúng ta nhìn lại Matic là một trong những cái đồng coin mà ít nhiều nhất ở trong cái mùa trước đối với lại cái coin nền tảng ấy. Đó thì ở đây chúng ta thấy là nó cũng tăng hàng mấy trăm lần cơ. Thì đúng là nhìn vào những cái lịch sử ấy, nhìn vào lại những cái đồng coin mùa trước thì chúng ta thấy là chúng ta chỉ cần mua ở những cái vùng ở dưới này, sau đó thì chúng ta chờ đợi chúng ta bán ở vùng trên này là chúng ta sẽ có những cái lợi nhuận rất là cao cũng như là có khả năng thay đổi vị thế. Tuy nhiên thì khi mà bước chân vào thị trường này thì phần lớn lại là những cái người mà người ta mất tiền ấy, cũng bởi vì là những cái lý do như mình vừa chia sẻ ấy. Đó là sau mỗi cái mùa uptrend ấy, đó là mọi người nhìn thấy có quá nhiều những cái người mà thay đổi vị thế tài chính cũng như là kiếm được quá nhiều tiền ở trong cái thị trường này. Thế nên là khi mà những cái người mới bước chân vào thị trường này phần lớn là bước chân vào ở những cái thời điểm mà nó đang là đỉnh của thị trường. Mình lấy ví dụ như là những cái thời điểm mà người mới bước chân vào thị trường này nhiều nhất đó là ở những cái thời điểm mà Bitcoin nó đạt đỉnh như thế này, và có thể là sắp tới khi mà Bitcoin nó vượt lên trên 100.000 ấy thì đó là những cái thời điểm mà người mới bước chân vào thị trường nhiều nhất, cũng như là thời điểm đó là những cái thời điểm mà thị trường sôi động nhất, nó volume thanh khoản rất là lớn và cực kỳ nhiều người mới vào FOMO. Đó, bản thân những người mới ấy, khi mà vào thị trường này thì họ nghe rất là nhiều những cái thông tin, ví dụ như những cái đồng coin này nó đã tới những cái vùng đỉnh này, nhưng mà sẽ có rất là nhiều những cái tin tốt nó đưa ra, rồi rất là nhiều những cái KOL họ chia sẻ đó là ở những cái thời điểm này những cái đồng như trên Linh này nó vẫn còn đang rẻ, khi mà nó đạt 2-30 đô thì nó còn tăng trưởng rất là nhiều, hay là đồng Matic 2-3 đô thì nó vẫn còn rẻ, vẫn là một món quà thì nó còn tăng trưởng rất là nhiều. Thế nên là những cái người mới bước chân vào thị trường thì vẫn tâm lý màu hồng chưa trải sự đời thì họ bắt đầu nhảy xô vào FOMO ở những cái thời điểm trên này, sau đó thì họ đu đỉnh ở những cái thời điểm trên này và trải qua cái mùa downtrend khốc liệt, nó đi xuống suốt khoảng thời gian 2-3 năm ở đây. Và phần lớn những cái người mà đu đỉnh ở trên những cái vùng trên này này thường thường chán nản rời bỏ thị trường và mất niềm tin vào thị trường, bởi vì là chúng ta nhìn lại những cái đồng altcoin ấy, nó chia rất là nhiều luôn. Ví dụ như chúng ta đầu tư 100 triệu chia 10 thì chúng ta còn có 10 triệu thôi, thì gần như là nó cũng mất hết tài sản. Và các bạn nhìn thấy đó là những cái đồng coin cũ ấy, hầu hết đó là sau khi mà tăng trưởng lên rồi thì nó không về đỉnh cũ nữa. Phần lớn những cái đồng altcoin là nó như vậy, thế nên là đa số mọi người thua lỗ là như thế. Đó là chúng ta nhìn về lịch sử cũng như là nhìn về cái lý do và tại sao những cái người mà đa số bước chân vào thị trường này là thời điểm đầu đều thua lỗ là như vậy. Và bản thân mình cũng biết nhá, có rất là nhiều người đu đỉnh ở những cái thời điểm năm 2018 này này, nhưng mà họ có niềm tin rất lớn vào thị trường thì họ tiếp tục gắn bó thị trường, họ đầu tư, và đến mùa 2021 họ lấy lại tất cả cũng như là kiếm được rất là nhiều tiền từ thị trường này luôn. Chỉ có những người mà rời đi hẳn đấy, sau khi mà thua lỗ rồi rời đi, sau đó đến khi nào mà mọi người lại hô hào ấy, họ lại quay lại thì lại đu đỉnh đấy. Còn đâu là những người mà trải qua những cái mùa downtrend như thế này vẫn còn ngồi ở đây, còn đến thời điểm hiện tại vẫn tin tưởng thị trường ấy, thì chắc chắn là đến cái mùa uptrend thì cũng sẽ hái quả ngọt thôi. Và cái tiếp theo thì ở thời điểm hiện tại đến thời điểm uptrend thì cái việc mà chúng ta x10, x20 tài khoản nó có dễ dàng như vậy hay không? Thì ở thời điểm hiện tại ấy, nếu như các bạn là nhà đầu tư, như là các bạn mua ở những cái thời điểm mà giá những cái đồng coin vào thời điểm bây giờ ấy, thì đến uptrend mình tin chắc đó là những cái đồng coin mà các bạn mua ở thời điểm hiện tại đều có khả năng x10, x20 cho cái mùa uptrend tiếp theo. Đó thì ở thời điểm hiện tại ấy, các bạn mua coin ấy, thì nó sẽ giống như ở thời điểm này này, giống như cái thời Matic mà nó đang loanh quanh ở cái vùng này. Thì tương tự với những cái đồng altcoin ở thời điểm hiện tại ấy, nó đang ở cái thời điểm này, hay là nhìn lại lịch sử ví dụ như là đồng Polkadot ở đây đúng không? Thì các bạn mua coin ấy, thì nó cũng giống như ở những cái thời điểm mà Polkadot nó cũng loanh quanh ở những cái dưới vùng đáy này này, hay là Solana. Đấy, Solana là một cái đồng coin mà ít rất là nhiều từ mùa trước. Thì các bạn mua ở những cái thời điểm hiện tại thì nó sẽ giống như kiểu là tháng 5, tháng 6, tháng 7 của mùa 2020 đối với lại Solana ở đây này. Đấy, thì tất cả những cái đồng coin mà các bạn mua ở thời điểm hiện tại thì nó loanh quanh đâu đó là ở những cái vùng chân như thế này ở trong mùa uptrend. Thì nếu như các bạn lựa chọn được đồng coin tốt nhé, các bạn đu ở đây đúng đỉnh là rơi vào khoảng độ là 4-5 đô đi, thì đến uptrend khi mà nó tăng lên đây là các bạn cũng đã gần x10 rồi này, chưa nói là nên đến đây thì các bạn vẫn sẽ có những cái lợi nhuận cao. Thế nên là mình mới nói rồi, đó là các đồng coin mà các bạn mua ở thời điểm hiện tại ấy, nó sẽ giống y như những cái đồng coin mà mình vừa chia sẻ ở cái thời điểm tháng 5, tháng 6, tháng 7 năm 2020, và ở thời điểm hiện tại thì nó cũng sẽ tương tự như vậy thôi. Ở đây ví dụ như chúng ta nhìn vào một số những cái đồng coin mới ở thời điểm hiện tại, ví dụ như Sui ở đây thì nó vẫn loanh quanh ở những cái vùng đáy, nó cũng sẽ tương tự như kiểu Solana ở những cái mùa trước ấy. Đó là ví dụ như là vùng 2 đô thì nó tương đương với lại Solana khoảng độ là 3, 4, 5 đô đúng không? Thì Solana vùng đáy nó đâu đó khoảng 0,9 đến 1 đô chẳng hạn. Thì với Sui này ở thời điểm hiện tại cũng vậy, hay là với Arbitrum thì nó cũng vẫn loanh quanh từ đâu đó là 1 đến 2 đô. Cái vùng 2 đô này là đỉnh ở trong cái mùa downtrend. Thì sau này nhìn lại, giả sử chúng ta có đu đỉnh ở đây, nếu như cái đồng Arbitrum nó tốt ấy, nó tăng trưởng lại như thế này thì nó sẽ là đường thẳng kiểu như vậy. Thì ở đây là cái vùng đỉnh, thì giống như là kiểu chúng ta mua Arbitrum ở những cái vùng đó thì nó sẽ vẫn có những cái lợi nhuận cao nếu mà lựa chọn những cái dự án tốt. Hay là Optimism ở đây thì chúng ta nhìn thấy là nó cũng đang đi rất là nhiều cái sóng đẹp, và nếu như chúng ta mua những cái vùng ở đây thì sau này nhìn lại ở những cái vùng này này, nó chỉ là những cái nhú rất là nhỏ thôi. Đến mùa uptrend ấy, nó sẽ nó tăng lên như thế này thì ở đây nó sẽ thành một cái vùng nhú nhỏ. Hay là Manta ở đây thì chưa có sóng nào ở đó, và ở thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy là nó đã về vùng 1,6 đô và cap của nó là 400 triệu. Một cái đồng mà được Binance Lab đầu tư nuôi lít lên sàn Binance và là Layer2 mới ở trong mùa này, mà cái cap hiện tại bây giờ 400 thì chúng ta thấy khá là rẻ đúng không? Đó, hay là ví dụ như sát ở đây, trend về BRC20 thì sau khi mà nó ra token và nó có cái sự FOMO ở thời điểm đó về trend BRC20 sau cái sự thành công của ADA thì nó cũng đạt cao tỷ đô. Sau đó thì đến thời điểm hiện tại thì nó cũng đã giảm về mức dưới này, và cái cap hiện tại bây giờ nó chỉ còn là 536 thôi. Thì tất cả những cái đồng coin mà các bạn mua ở những cái thời điểm hiện tại á, thì sau này nhìn lại nó cũng sẽ giống như là một đường thẳng, hoặc là nó chỉ có những cái nhú rất là nhỏ trong cái mùa uptrend thôi. Thế nên là mình mới nói rồi, đó là mua ở thời điểm hiện tại thì hoàn toàn có thể là x10, x20, thậm chí nếu như các bạn may mắn các bạn có thể là x 30 lần cho cái mùa uptrend khi mà các bạn mua ở giá này. Tuy nhiên thì cái việc mà gồng coin thì nó không hề dễ dàng như chúng ta mong muốn. Và ở trong mùa trước ấy, các bạn cũng đã biết đó là sau khi mà cái mùa uptrend kết thúc ấy, thì có rất là nhiều bạn cũng kể lại cái câu chuyện đó là các bạn cầm hàng triệu ADA hay là hàng triệu con Matic chẳng hạn, đến mùa uptrend thì những con đó nó lên 2,5 đô hay là 3 đô ấy, thì nếu như các bạn nắm giữ đến mùa uptrend các bạn bán thì các bạn sẽ có khoảng 2-3 triệu đô đối với lại cái số lượng đồng coin các bạn nắm chỉ một cái đồng coin đó. Tuy nhiên thì các bạn thường thường hay rớt hàng ở những cái trước ngưỡng cổng thiên đường ấy, đó là rớt ở những cái vùng này, bản thân mình rớt Solana ở những cái vùng quanh đây này đấy. Thì ở mùa này nó cũng sẽ tương tự như vậy. Ở thời điểm hiện tại nó đang là thời điểm mà nó rất là nhàm chán cũng như là thị trường đi xuống, và các bạn nhìn thấy đó là sau một năm thì những cái đồng altcoin nó đều giống nhau, đó là chia hai từ vùng đỉnh và lại test lại về những cái vùng đáy ở thời điểm như thế này, thì nó rất là khó khăn như vậy. Thì nếu như những ai mà không có đủ niềm tin vào thị trường ấy, cũng như là không có đủ niềm tin vào dự án, thì chắc chắn là các bạn sẽ rớt hàng, các bạn sẽ chán và các bạn sẽ buông. Và nhiều bạn đó là muốn cắt ra USDT để chờ tiếp tục nó sập xuống dưới này để các bạn mua tiếp, đúng không? Thì ở trong thị trường này ấy, nó cứ đi sideways và đi dập dìu như vậy làm cho mọi người chán và mọi người rớt hết hàng, thì sau đó nó mới uptrend. Mình vẫn nhớ ở cái thời điểm năm trước ấy, thì khi mà mọi người cảm giác đó là quên đi uptrend rồi, quên đi cái chu kỳ 4 năm rồi, thì bắt đầu là nó mới thực sự là đi vào uptrend. Thì ở mùa này thì mình nghĩ là nó cũng sẽ như vậy thôi. Và hiện tại bây giờ nó cũng đang trên cái con đường đi giống như vậy, cũng bị chia hai ở cái thời điểm hiện tại đối với lại hầu hết những altcoin. Altcoin mới vẫn chưa có sóng, sau đó thì bị chia hai luôn. Còn đâu nếu như các bạn mua ở những cái vùng đáy của coin cũ, coin một năm, hơn một năm rồi ấy, thì đến thời điểm hiện tại các bạn chỉ mất lời thôi. Tuy nhiên những ai mà mua những cái đồng coin mới ở trên này thì hiện tại bây giờ đều giảm hết rồi, thì chắc chắn là mọi người cũng đang rất là chán, đúng không? Thế nên là cái việc mà gồng coin để mà x10, x100 thì nó cũng không hề dễ dàng gì cả, rất là khó. Tuy nhiên thì mình vẫn nói rồi, ở thời điểm hiện tại nếu như các bạn kiên định thì đến uptrend ấy, các bạn hoàn toàn x10, x20 đối với lại những cái đồng coin thời điểm hiện tại. Mình lấy ví dụ như những cái đồng ở đây này, thì đến một uptrend hoàn toàn nó có thể là x10, x20 từ mức giá hiện tại mà mình chia sẻ như thế này. Còn đâu là việc các bạn có gồng hay không thì đấy là do cái bản năng và sức chịu đựng của các bạn. Thì để mà gồng được cái đồng coin đó đến uptrend ấy, bản thân các bạn phải hiểu về dự án, hiểu về cái nội dự án này, cũng như là cái tiềm năng ở trong tương lai nó có khả năng tăng trưởng hay không, cũng như là những cái lý do nó tăng trưởng trong tương lai là gì. Và ở trong tương lai giả sử như là nó x10 thì nó sẽ đạt cái độ vốn hóa như thế nào và nó sẽ nằm ở đâu trong cái bản đồ ở trên trang CoinMarketCap, thì các bạn phải hiểu như vậy thì các bạn mới có đủ niềm tin các bạn gồng, đúng không? Giống như cái câu chuyện thì mình tin tưởng Sui ấy, dù nó thời điểm hiện tại nó xuống ở dưới này, nó cũng đã bị chia hai từ đỉnh, thì tất nhiên là mất tiền lời thì mình cũng buồn, nhưng mà mình có một cái niềm tin rất lớn hơn đó là mình sẽ bán Sui trong mùa uptrend cơ. Ví dụ như là mình bán ở 10-15 đô chứ không phải là bán ở những cái vùng 2 đô ở trên này, nên là cái việc mà nó đi lên xong nó xuống thì thấy rất là bình thường. Tức là để các bạn đủ niềm tin ở dự án ấy thì các bạn mua, các bạn mới hold được, các bạn không sợ thị trường nó xuống ấy. Giống như thời điểm hiện tại là giả sử như là mình có mua Manta ở những cái vùng trên này, mình vẫn DCA, thì bây giờ cái giá nó rơi vào tầm 2,4, 2,3 gì đấy, đúng không? Thì hiện tại bây giờ mình vẫn đang lỗ Manta, nhưng mà mình vẫn tin tưởng rằng đó là ở trong cái mùa uptrend ấy nó sẽ tăng trưởng lại, và những cái thời điểm hiện tại bây giờ mình mua nó sẽ mang lại những cái giá trị lợi nhuận cao cho mình ở trong tương lai. Tức là phải hiểu về dự án. Mình lấy ví dụ như cái câu chuyện của Manta ấy, thì đến mùa uptrend nó unlock ra 500 triệu token, thì nếu như nó lên 10 đô ấy, thì cap đó mới có 5 tỷ thôi. Thì đối với một layer 2 ở trong mùa uptrend thì cap 5 tỷ quá đơn giản. Vậy thì 10 đô là nó cũng tương đương với lại x khoảng độ 6 lần đối với dự án này ở mức giá này. Thì đấy là một cái mức giá và cap cực kỳ nhỏ và cực kỳ hợp lý nhá. Tức là 10 đô thì nó mới cap có 5 tỷ thôi. Đấy, thì chúng ta hiểu được dự án, hiểu được trong tương lai nó như thế thì chúng ta mới đủ niềm tin. Đó là khi mà nó xuống như thế này thì chúng ta vững niềm tin, chúng ta mua, chúng ta hold thêm, đúng không? Chứ không phải là ở thời điểm này rồi nghe người này người kia dọa thị trường nó còn xuống nhiều lắm, rồi bán hết đi xong rồi chờ xuống ở dưới vùng dưới này mua lại thì nó rất là dễ dính rủi ro. Ví dụ như mùa trước ấy, bản thân mình thì cũng kiểu như mọi người dọa Solana nó sẽ sập, bởi vì là sau ăn lóc rất là nhiều lượng lớn ấy, thì đến thời điểm đó thì giá nó cũng đang xuống nữa, thì mình cũng sợ, thì có thể là lúc đấy mình bán xong rồi nó xuống thêm một chút 20-30%, mình cảm thấy vui, mình bán đúng vào thời điểm đấy. Nhưng mà sau uptrend nhìn lại, đó là những cái hành động rất là sai lầm luôn. Thế nên là ở thời điểm hiện tại nhá, giả sử cái câu chuyện đó là các bạn sợ các bạn bán tối ưu hay nhảy sang con này coi kia, cảm giác đó là các bạn lời được một ít phần trăm, 10-20% ấy, nhưng mà cái tâm lý của bạn rất là mệt mỏi luôn. Ví dụ các bạn bán ra USDT thì các bạn luôn luôn sợ thị trường nó đi lên ấy, thế nên là mệt lắm. Sau chỉ cần là nó sideways một tí là các bạn lại phải mua lại những cái giá như thế này, hoặc là có khi mua giá cao hơn nếu thị trường nó đẹp lên hơn một tí, đúng không? Rồi cả giả sử như nó có xuống thêm thì chúng ta tối ưu như thế thì nó cũng không đạt được những cái hiệu quả quá lớn. Ví dụ như chúng ta vốn lớn 50.000 đô, 100.000 đô hay 200.000 đô thì giả sử như là chúng ta bán đi, chúng ta tối ưu ấy, thì nó sẽ có thể là chúng ta tối ưu được một số lượng tiền, lượng coin, thể ví dụ như là 100.000 đô là 2 tỷ đi, thì giả sử nó xuống 20%, đấy là giả sử các bạn bán ở thời điểm này, sau đó nó đâm 20%, các bạn mua đúng đáy nhá, thì các bạn mới được khoảng độ là 4-500 thì nó được. Nhưng mà vẫn có trường hợp đó là bán đi sau nó đi lên thì các bạn mua đuổi, thì các bạn sẽ bị mất số lượng coin ấy. Đấy, chứ còn đâu ví dụ như là 1-200 triệu thì chúng ta đánh tối ưu nó cũng không hiệu quả và cũng không được thêm quá nhiều. Mà nếu giả sử như chúng ta lỡ thuyền, chúng ta lỡ luôn con sóng 4 năm. Thế nên là năm nay ấy, mình không bán gì cả, và các bạn nhìn thấy là mình có bị giảm nhưng mà mình không bán và mình chỉ mua thêm, đúng không? Thế nên là phải có cái niềm tin vào cái dự án đó cũng như niềm tin của thị trường và sắp tới. Lý do các bạn mua coin này là tại sao và các bạn gồng thì các bạn mới có thể là nắm giữ để mua uptrend được, cũng như là các bạn check về dự án xem về những cái quỹ đầu tư của dự án đấy gồm quỹ nào, có nhiều quỹ lớn hay không, số tiền raise được như thế nào, rồi nó có hợp trend hay không, ví dụ trend layer 2, layer 1, về nói nền tảng thì kiểu gì nó cũng là trend lớn ở mùa này rồi, thì chúng ta phải có những cái niềm tin như vậy thì chúng ta mới gồng được, hay là nhìn vào chart những cái đồng nào mà chúng ta nhìn thấy cảm giác là nó có mà giữ giá hay mà nó làm giá ấy, giống như những cái nêm chart kiểu này, thì chúng ta sẽ vào chúng ta mua hầu những cái dự án đó, thì chắc chắn là đến mùa uptrend ấy thì chúng ta sẽ có những cái quả ngọt, đúng không? Còn đâu mình vẫn chia sẻ rồi, đó là cái việc của chúng ta gồng x10 x20 thì nó không đơn giản như chúng ta đang nghĩ. Chúng ta phải vượt qua được những cái khó khăn ở thời điểm hiện tại, cũng như là những cái thời điểm sideways nhàm chán và giá đi xuống như hiện tại bây giờ. Cái niềm tin của chúng ta không thay đổi, đó là uptrend nó sẽ tăng trưởng rất là mạnh trở lại thì chúng ta mới gồng được. Như là chúng ta phải có niềm tin vào dự án và hiểu cái bản chất của thị trường ấy thì chúng ta mới gồng được, chứ không phải là cái việc mà chúng ta cứ mua coi vứt đấy là chúng ta dễ dàng x10 x20 được. Đó, thì mình làm video này mình chia sẻ đó là giá ở thời điểm hiện tại là giá rất là đẹp để cho chúng ta có thể là x10 x20 cho mùa uptrend rồi, và bây giờ các bạn đi chợ các bạn có thể là yên tâm hơn trong cái việc mà chúng ta có lợi nhuận cao trong mùa uptrend. Giá nó không còn quá ngáo cáp, nó không còn quá lớn như những cái thời điểm cách đây 2-3 tháng. Thế nên là các bạn hoàn toàn có thể là tự tin để mà có thể là gom và DCA mua ở những cái thời điểm hiện tại để có cái target đạt được như kỳ vọng trong cái mùa uptrend các bạn nhé. Ok, thì đây là cái bài chia sẻ của mình về cái việc mà x10, x20 trong mùa uptrend. Tức là các bạn phải có cái niềm tin thật là lớn nhé, và lựa chọn đúng những cái dự án. Tức là cái quan trọng nhất đó là các bạn cần phải có kiến thức, có kinh nghiệm và có trải nghiệm thì chúng ta mới kiếm được tiền như x10, x20 được, đúng không? Chốt lại là như vậy. Thì nếu như các bạn thấy video của mình hay ấy, thì đừng quên cho mình một like cũng như là chia sẻ video của mình đến với những người bạn đang cần các bạn nhé. Và ở bên đây này, đây là trên Twitter của mình. Nếu mà các bạn chưa follow thì hãy follow để được cập nhật những cái thông tin mới nhất và nhanh nhất trong thị trường cryptocurrency. Mình vẫn thường xuyên viết khá là nhiều bài mỗi ngày như thế này để các bạn có những cái thông tin chi tiết hơn về cái cách đầu tư của các bạn trong mùa uptrend nhé. Cũng như là bên đây là trên kênh YouTube Ngọc Tuyên Crypto của mình. Nếu mà các bạn chưa follow thì hãy follow để được cập nhật những cái video vô cùng có giá trị trong thị trường cryptocurrency. Và video của mình xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chúc các bạn đầu tư thành công.